anh Tiến, xin chào toàn thể các bác. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2023. Cái hàng nhà em lại xuất xưởng các bác ạ. Buổi chiều rồi nhưng mà hàng nhà em lại xuất xưởng cho một bác khách ở thành phố các bác ạ. Và đây là khu vực phía trước cơ sở 2. Nhà em đi thì là một bộ chiếu 2 tấm có kích thước là 3m02, rộng 2m và có độ dày là 18cm các bác ạ. Hàng nhà em thì kích thước dày mỏng khác nhau, rất nhiều kích thước để các bác lựa chọn, và giá thành nhiều bộ chiếu đôi thì chỉ hơn vài chục là các bác đã có thể sở hữu một bộ chiếu đôi về cho gia đình mình sử dụng. Trong nhà mà có gỗ thì rất là sang trọng luôn các bác ạ. Và đây là khu vực phía trước cơ sở 2 Hoàng Anh Tiến, đang có rất là nhiều gỗ đang được dựng phơi. Các bác quan tâm đến hàng nguyên tấm nguyên khối thì liên hệ tới công ty bên em theo các số hotline ạ. Đấy. Phía trước nhà em thì đang dựng phơi rất là nhiều những tấm chiếu rất là khô rồi các bác ạ. Hàng nhà em thì các bác chất lượng rồi các bác ạ, giá thành thì rất là hợp lý. Đây là bộ chiếu đôi mà ngày hôm nay bên em giao cho một bác khách ở thành phố các bác ạ. Chân mễ bên em thì rất là dày dặn, chân mễ nguyên khối rất là dày dặn các bác ạ. Đây là khu vực phía trước các bác, và hiện tại thì bên em đang gia công sản xuất rất là nhiều mặt hàng như là K3, sofa, chiếu 1 tấm, chiếu 2 tấm, kích thước dày mỏng khác nhau. Các bác có thể liên hệ tới công ty bên em, các bác có thể đặt hàng theo các số hotline sau 0931392777 hoặc 0977999000. Các bác ở gần thì có thể qua ngay trực tiếp cơ sở 2 Hoàng Anh Tiến nằm ngay chân cầu sông Tàu, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, phản vợ lớn Hoàng Anh Tiến. Xin chân thành cảm ơn ạ.